Kim Doanh. Kim Doanh, một cô gái khoảng 30 tuổi, hướng Hòa Thượng Diệu Pháp khóc kể nỗi khổ của mình. Hồi con 16-17 tuổi, con tình cờ xem cuốn sách lịch sử Phật Thích Ca. Ngay sau đó con nhớ mãi, đối với chuyện này yêu thích, không muốn rời tay. Sau đó con đọc tiếp các sách cơ bản của Phật giáo, con mới biết Phật giáo là thánh địa Ngũ Đại Sơn, nên con luôn mơ tưởng, mong được lên đó một lần. Nhưng tốt nghiệp ra trường rồi thì con đi làm. Mãi đến năm 27 tuổi, nguyện vọng này của con mới được thực hiện. Vừa đến Ngũ Đài Sơn, Kim Doanh có cảm giác rất thân quen. Hơn nữa, còn thấy Ngũ Đài Sơn mới chính là cố hương của mình. Khi cô vào chùa, ngủ ở nhà khách và được giao tiếp cùng với các tỳ kheo ni, cô cảm thấy họ giống như là quyến thuộc của mình, vừa ở là không muốn về. Cô thực sự quên luôn cảnh nhà, thậm chí quên luôn mình đã ở quá kỳ nghỉ phép, mãi đến khi ni sư nhắc nhở. Con không về làm việc sao? Cô mới sực tỉnh và nhớ ra, vội quay về nhà. Về rồi mới biết gia đình đang chuẩn bị phái người đến Ngũ Đài Sơn tìm cô. Bởi từ lúc cô rời nhà, không hề gọi điện thoại về thăm một lần nào. Cô ở quá ngày phép mới mò về, khiến cho mẫu thân nóng ruột lo lắng đến phát bệnh tim. Cô bị người nhà trách mắng cho một hồi. Mẹ cô tuyên bố: từ rồi về sau á, không được đi đâu nữa, nếu không muốn tôi mau chết. Nhưng lần viếng của Đài Sơn đó khiến cô vương vấn nhớ nhung mãi. Thậm chí nhiều lần nằm mơ còn thấy mình mặc y phục người xuất gia. Chẳng bao lâu, cô quyết định phải đi tu. Mẹ cô cực lực phản đối. Cô thưa với mẹ: mẹ, mẹ cũng tin là có Phật mà, còn xuất gia không phải là việc tốt hay sao mẹ? Huống chi trong nhà vẫn còn anh chị và đám con cháu dây quanh mẹ, như thế chưa đủ sao mẹ? Mẹ không cho con xuất gia, mẹ có biết làm như vậy là con khổ lắm không? Mẹ cô thẳng thừng bảo: không được nhắc đến chuyện này nữa. Ai muốn xuất gia cũng được, ngoại trừ con ra. Ngày nào mẹ còn sống, mẹ nhất quyết không cho con xuất gia. Con mà đi tu là mẹ chết liền cho con coi. Không còn cách nào khác, cô chỉ còn nước học theo Phật, trốn nhà đi tu, bèn âm thầm xin nghỉ việc để làm một phong thư, lén rời khỏi nhà. Cô lên Ngũ Đài Sơn vào chùa xin trụ trì cho xuất gia, nhưng trụ trì bảo cô trước tiên khoan cạo tóc, cứ ở đây tập tu xem có thích ứng với đời sống xuất gia không. Nào dè mới nửa tháng, anh cô đã tìm đến, kể rằng cô vừa rời nhà thì hôm sau mẹ đã phái người đi tìm ngay, nhưng không ai biết cô ở chùa nào. Họ đi tìm liên tục suốt nửa tháng nay, tới giờ mới lần ra chỗ cô cư ngụ. Anh còn bảo: mẹ vì em đòi xuất gia mà phải phát bệnh tim nặng đến phải nhập viện, hiện giờ sống chết chưa rõ. Thế là cô phải theo anh trai trở về. Mẹ cô cũng vừa mới ra viện, đang nằm ở nhà dưỡng bệnh. Cô than với Hòa Thượng: đúng là con xuất không ra khỏi gia, nhưng tâm trí con đến nay vẫn để ở chùa. Con đã hơn 30 tuổi, nhưng tới giờ vẫn chưa được tự do, có thể thực hiện ước mơ của mình. Hàng ngày con sống với cái xác không hồn, xin sư phụ hãy chỉ dạy con phải làm sao đây. Cô Kim vừa nói, lệ tuôn đầm đìa, khóc nghẹn ngào nức nở. Hòa Thượng đợi cô bình tĩnh lại rồi bảo: con chưa từ bỏ ăn mặn sao? Dạ chưa. Vậy thì hãy bắt đầu bỏ ăn mặn ngay đi. Mỗi ngày nhớ hành trì công phu, tụng niệm các khóa lễ sáng tối cho đều đặn. Dù có đến sở làm, thì trong lòng lúc nào cũng luôn niệm Phật. Nên học thuộc chú Đại Bi, Tâm Kinh hay Tứ Trọng Thanh Tịnh Minh Hối và thường trì tụng. Tụng kinh tối xong thì ngồi tĩnh tọa từ 40 phút đến 1 tiếng. Hàng ngày phải kiểm điểm những lỗi thập ác đã tạo trong đời này, phát tâm sám hối. Còn hành trì công phu đều đặn như thế thì cũng giống như người xuất gia, nên xem nhiều kinh sách, nhất là kinh Lăng Nghiêm, cần phải đọc cho nhiều để tăng trí huệ. Dù ở nhà
cũng có thể hoằng pháp lợi sinh, tùy duyên độ người, không nên cưỡng cầu. Người học Phật phải lấy lợi ích chúng sinh làm trọng. Huống nữa đây là mẹ con, không thể vì muốn thỏa mộng của mình mà làm tổn hại đến bà. Thời gian con có thể xuất gia khoảng chừng 3 năm nữa, tức là nếu như hiện tại con có thể buông xả mọi chấp trước, tu tập tinh tấn như ta bày, thì chắc chắn sẽ có hy vọng. Cô Kim nghe hòa thượng dạy, cung kính vâng theo. Tối đó lúc gần đi nghỉ, tôi hỏi sư phụ, nhân duyên nào mà cô Kim muốn xuất gia? Sư phụ kể, 100 năm trước, có chàng trai trẻ tu theo đạo lão ở Ngũ Đài Sơn, được một thiên kim con nhà quý tộc kính ngưỡng. Ngày nọ, tiểu thư đi cùng con hầu đến đạo quán, hướng đạo nhân hành lễ, rồi dâng một túi vải nhỏ. Đạo nhân tiếp nhận, sau đó mở ra xem, thấy bên trong là một số ngân lượng, lòng rất cảm động. Cứ thế, hai bên qua lại mãi, dần dần có cảm tình. Đạo nhân không chống nổi nữ sắc cám dỗ, cuối cùng thành hôn cùng tiểu thư. Do sợ người gièm pha, tiểu thư dẫn A Hoàng theo mình, cùng chồng vào chốn Thanh Sơn Thủy Tú, gây dựng mái ấm. Sau khi kết hôn, hai người chung sống hạnh phúc, tương kính như tân. Người chồng vẫn còn ưa tu, thê tử một bề chăm sóc, ưu ái quan tâm. Chàng đối với nàng tơ tình càng dấn dứt. Con hầu của tiểu thư cũng ở vậy, phụng sự họ cho đến mãn đời. Cô Kim đời nay là hầu thân của chàng đạo sĩ nọ. Do tình ái sâu nặng mà bị chuyển thành thân nữ. Mẹ cô chính là tiểu thư quý tộc. Còn phụ thân Kim Doanh chính là A Hoàng. Do đời trước sống hết dạ phụng khiến chu toàn, nên đời nay được chuyển làm thân nam tử. Nhưng đối với tiểu thư và đạo nhân kiếp xưa, giờ vẫn một lòng quan tâm chăm sóc. Nghe sư phụ khai thị, tôi chỉ biết thở dài. Người tu nếu không cắt dứt tình chấp luyến ái, cuối cùng cũng khó thoát khỏi luân hồi. Thật là tu hành khó, khó như đi lên trời. Giáo dục gian nan như trồng sen trong lửa. Đoạn dục khó, khó như nấu cát thành cơm. Vì vậy, nghe pháp tinh thọ, hành trì tinh tấn đoạn dục khử ái mới là căn bản của người tu. Tụng kinh niệm Phật còn bị tai nạn ư? Hỏi rằng, trong kinh Địa Tạng giảng, miêu tả thiên địa quỷ thần thường hộ người niệm Phật, lễ Phật, không để cho hung sự họa hại vào cửa, không cho các nạn thủy lửa trộm cướp vân vân xảy ra, nghĩa là tất cả ác sự đều tiêu diệt. Nhưng con thấy có nhiều cư sĩ lễ Phật tụng kinh vẫn gặp nạn như bệnh hoạn, ác nhân, đụng xe, rớt phi cơ, vân vân. Ngay bản thân con cũng thường gặp việc bất như ý. Con còn thấy có các cao tăng và cư sĩ đức hạnh đột nhiên bị bệnh nặng lìa đời. Mặc dù con không hoài nghi những gì trong kinh Địa Tạng mô tả, nhưng khó tránh được thắc mắc. Vì vậy, xin Ngài giải thích cho con hiểu thêm. Đáp rằng, xin hãy đọc kỹ kinh Địa Tạng, đừng có ngắt câu trích nghĩa diễn giải theo ý mình. Phải biết, mỗi khi Phật Bồ Tát giảng đề cập đến những vị được thọ ích, thì trước đoạn văn luôn có cụm từ thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là nói rõ, phàm những vị nào là thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu lễ Phật, tụng kinh, khuyên người tin Phật, học Phật, sẽ được 100.000 quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ. Cũng có thể nói đổi lại như thế này, nếu không phải thiện nam, thiện nữ, mà lễ Phật, khuyên người tu học Phật, thì chỉ là người kết Phật duyên,
trồng hạt giống thiện mà thôi, không thể lập tức chiêu cảm thiên địa quỷ thần đến hộ vệ, bởi vì họ chỉ mới tin Phật, chưa chân chính học Phật, tu trì, không trồng thiện nhân, sao có thiện quả? Vì vậy mà chưa thực sự được hưởng lợi ích. Thế thì tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân ra sao? Phải gọi là nam nữ tại gia xuất gia là thiện nam, thiện nữ. Thiện là ưa nghe Pháp, tin Phật. Tuy người tại gia có vợ chồng, nhưng tất cả ngôn hạnh họ giữ gìn, giống như người xuất gia. Còn như kẻ ăn nhậu, bài bạc, hút chích, gây chửi, ầm náo, ngoại tình, lăng nhăng, cướp trộm, vọng ngữ, hành thập ác, đều không được gọi là thiện nam, thiện nữ. Những người này do trồng ác nhân, tất phải chịu ác quả, sao có thể mong được thiên địa quỷ thần làm hộ pháp cho? Lâm nữ sĩ nhân dịp sang Trung Quốc công tác, đến thưa hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp như thế này. Có một cư sĩ nọ ở Canada làm ăn rất phát. Ông cúng dường chùa, in kinh và sách thiện ấn tống, không dưới mấy mươi vạn đô la. Nhưng mới đây bị tai nạn xe, thọ thương nặng, ông một bề niệm Phật, cho đến lúc tắt hơi vẫn niệm Phật không ngừng. Ông qua đời khi chưa đến tuổi 50. Vì vậy có người đối với Phật Pháp sinh tâm nghi ngờ, xin Ngài giải thích dùm. Bộ cô biết đời sống riêng của cư sĩ này sao? Dạ, con không rành lắm. Hòa Thượng bèn giải thích. Ông này trước khi quy y Tam Bảo, từng làm nhiệm ô nhiều cô gái trẻ. Sau khi quy y rồi, dù cô tu túc, nhưng vẫn chưa thanh tịnh. Hơn nữa, đối với hành vi tà dâm ngày trước, chưa thực sự sám hối. Nhờ lúc lâm chung, ông không ngừng niệm Phật, nên cũng diệt vô lượng tội, lại được các chùa làm lễ siêu độ cho, cộng thêm công đức khi sống từng cúng dường chùa, in kinh sách, nên hiện tại đã sinh lên cõi Đao Lợi Thiên rồi. Nếu không có công đức cúng dường Tam Bảo và niệm Phật lúc lâm chung, thì ông sẽ bị tính hóa linh tàn, nghĩa là phạm lỗi ngoại tình hay tà hạnh nhiều chừng nào thì tính linh bị tàn hóa nhiều chừng ấy, phải xuống địa ngục thọ tội. Sau đó, nếu được sinh làm người thì sẽ bị làm hạng lượng tính, tức là bán nam bán nữ, trí tuệ thấp, không những bản thân thống khổ mà còn bị người kỳ thị xem thường. Vì vậy, nếu đã là đệ tử quy y Phật môn, nhất định phải đoạn ác tu thiện, không nên ỷ rằng mình có cúng dường Phật, Pháp, Tăng, in nhiều kinh sách, vân vân, thì chắc chắn sẽ giảng sinh cực lạc, nên cứ yên lòng mà gối cao đầu ngủ. Phải biết, thiện có thiện báo, ác có ác báo. Đây là quy luật bất biến dành cho tất cả. Phật đối với các đệ tử không giữ giới luật bị đọa, Ngài thương xót nhưng không thể giúp. Thế thì làm sao có thể kỳ vọng vào mấy cây nhang hoặc tụng mấy bộ kinh mà mong tất cả sẽ được như ý mình hết? Phải hiểu rõ giới luật Phật chế ra không phải dùng để quản thúc đệ tử, mà là để cảnh báo đệ tử rằng nếu không nghiêm giữ giới luật sẽ bị đọa, sẽ bị trừng trị theo luật nhân quả. Vì vậy, nếu không muốn chết rồi bị đọa địa ngục, và khi sống hay gặp họa ương, thì mỗi người phải tự giác tuân giữ giới luật, bằng không, có hối cũng muộn. Lâm nữ sĩ nói, ông ta chết đến nay mới được 30 ngày, các chùa ở Canada đã làm lễ cầu siêu độ cho, vậy có giúp gì được cho ông không? Ông có thể đến cực lạc hay không? Hòa Thượng đáp, dù hiện tại ta đang giảng cho cô, nhưng ông ấy cũng nghe được và đã minh bạch phải quấy, nên phát tâm đại sám hối. Nhờ vậy mà từ cõi Quan Âm Thiên đang thăng lên Phước Ái Thiên,
có vẻ như còn thăng lên quảng quả thiên nữa. Vì ta nhìn thấy cõi quảng quả thiên đang nhấp nháy. Thưa, vì sao còn nhấp nháy? Thì giống như thang máy vậy. Đến tầng nào thì tầng đó nhấp nháy. Lâm nữ sĩ hỏi. Vậy ông ta có thể đến cực lạc không? Sư đáp. Không chắc lắm. Cần phải có người đức hạnh thanh tịnh, tụng 49 biến kinh Địa Tạng và 3 bộ diệu pháp Liên Hoa cho ông ta. Lâm hỏi. Người thanh tịnh là sao? Là người tu hành giữ giới nghiêm minh, không sát, đạo, dâm, vọng. Nghĩa là bất luận tại gia hay xuất gia đều có thể làm được. Vậy con mời các sư ở chùa Canada siêu độ cho ông, có được không? Không rõ nữa. Lâm nữ sĩ hỏi. Vậy con thỉnh ngài siêu độ cho ông, có được không? Khí lực ta không đủ để tụng những bộ kinh này. Ngài chỉ mới giảng có mấy câu thì ông đã thăng lên khỏi trời rồi. Vậy ngài có thể thuyết nhiều hơn, kêu ông đi thế giới cực lạc thì sẽ có hiệu quả mà. Nếu chỉ nói mấy câu mà được vậy, thì Phật A-di-đà đã làm cho chúng sinh sang cực lạc hết rồi. Phải hiểu quy lực của lễ siêu độ là như thế này. Khi tứ chúng, những vị đệ tử Phật có đức hạnh thanh tịnh mà tụng kinh niệm Phật, thì sẽ chiêu vời nhiều chúng sinh từ hư không tới nghe Pháp, được thọ ích lợi theo. Chính công đức này sẽ làm tăng thêm niềm tin và hành nguyện cho người đã mất, giúp họ có thể đến cực lạc, nhưng chỉ là ở trong hoa sen ngủ một thời gian dài, chưa thể lập tức hoa khai kiến Phật. Trong số các đồng tu của người mất ở tại Canada, cũng có vị đức hạnh thanh tịnh, cô có thể đến đó mời thỉnh. Vậy để con gọi điện, hẹn mọi người thử xem. Con đang lo, vì phải tụng nhiều quá mà hạn 49 ngày sắp hết rồi, e không kịp thì biết phải làm sao đây? Y hiện tại đã thăng lên cõi quảng quả thiên, không còn mang thân trung ấm nữa, nên đâu có lệ thuộc 49 ngày. Hôm nào tụng xong cũng được mà. Vậy thì hay quá, để con mời mọi người tụng, xong rồi sẽ gọi điện thỉnh hòa thượng, có được không? Được. Hỏi rằng, vì sao chư đại đức cao tăng cũng bị bệnh nặng tử vong? Lại đáp rằng, Phật và lịch đại cao tăng đều thị hiện tướng phàm phu sinh ra nơi đời, sắc thân các ngài cũng là đất, nước, gió, lửa hợp thành. Sinh lão bệnh tử là quy luật chung, mà người tu hành lại càng có liên quan mật thiết với chúng sinh. Khi sứ mệnh chư vị ấy hoàn tất tại thế gian rồi, thì đa số đều thị hiện tướng bệnh để ly trần. Một số tuy có tướng bệnh nhưng không thống khổ, chẳng hạn như dù bị ung bú gan, phổi, bao tử, vân vân, nhưng không cảm giác đau nên chẳng cần dùng thuốc chặn đau. Chỉ là hướng mọi người thị hiện các công phu tu như tòa thiền, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân, phát sinh kỳ tích Phật lực gia trì nhằm khuyến khích các đệ tử hoặc chư vị đồng tu cần nên tinh tấn hành trì cho tốt để đón vô thường tới. Đương nhiên cũng có người thị hiện tướng ngồi, nằm hoặc không bệnh mà mất. Đây gọi là thị hiện tướng đẹp lành nhằm giáo dục người tinh tấn tu hành. Trong tạng truyện Phật giáo có ghi rất nhiều, hòa thượng Diệu Pháp kể, khi sư Tiên Hóa bị bệnh, có lúc trước mặt đệ tử, ngài cũng thị hiện tướng đau, nhưng vừa nghe đệ tử buồn khóc, sư lập tức đổi thành tướng an lành, vui vẻ bảo. Các ngươi làm to chuyện lên rồi đó. Thế rồi, ngài nói cười bình thường, sau này đệ tử mới biết là sư phụ đang khảo nghiệm, thử thách mọi người. Bồ Tát Mật Hạnh. Hòa thượng Diệu Pháp kể, thời gian sư đi Vạn Phật Thành bái kiến ngài Tuyên Hóa, tình cờ gặp một vị cư sĩ hộ pháp ở Vạn Phật Thành bị tai nạn xe tử vong.
Vị cư sĩ này mấy năm nay chưa từng gặp vợ con, đến giờ mới hồi ngộ. Khi đó ông lái xe đón vợ con từ phi trường về, lúc sắp đến Vạn Phật Thành thì xảy ra tai nạn, vợ con bị thương nhẹ, chỉ mình ông tử vong. Có người hỏi Hòa Thượng Diệu Pháp: vị cư sĩ này bỏ gia quyến ở Đài Loan, một mình đến Vạn Phật Thành làm công tác hộ pháp kiêm giáo sư cho học sinh ở Vạn Phật Thành. Tâm địa ông rất tốt, nhưng vì sao lại gặp nạn chết dữ như vậy? Hòa Thượng Diệu Pháp đáp: người này là Đẳng Giác Bồ Tát tái lai, đến đây giúp sư tuyên hóa, hộ trì Phật Pháp, vốn là bản nguyện của ông. Ông bị hoành tử là do phải trả nợ oan khiên tiền kiếp, đồng thời cũng nhân đây cảnh tỉnh thế gian, mạng sống vô thường, phải tu hành tinh tấn. Bởi do đời quá khứ, ông từng làm hại một đôi chim lớn, nên khi ông từ phi trường về, thì đến thời điểm phải trả báo, nên bị thần thức hai con chim oan gia này dương cánh ra trước kính xe, che khuất tầm nhìn, khiến ông không thấy đường lái, tông vào cột, bị tử nạn. Hòa Thượng hỏi vợ con ông: có phải chồng bà đã thúc hai người mau mau qua Mỹ không? Vợ ông thưa: dạ phải, mấy ngày trước ông cứ dặn mãi trong điện thoại, nói rằng cho dù ông không còn hiện hữu ở bên cạnh, thì chúng con cũng phải ráng mà tu hành cho tốt. Khi đó con còn phiền bực và thấy ông cứ nói hoài. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu là ông đã có chuẩn bị trước. Hòa Thượng giải thích: đi là do ông muốn hai người qua Mỹ gặp mình lần cuối để tiện ông ra đi. Lời Hòa Thượng làm cho vợ con ông cảm thấy rất an ủi, còn khích lệ họ tăng thêm tín tâm tu tập. Họ bèn đánh lễ gài. Những người tại hiện trường tin Hòa Thượng nói cũng thành kính đảnh lễ, nhưng cũng có nhiều người hoài nghi, buông lời phản đối vang tới tai Hòa Thượng. Trong tứ trọng thanh tịnh minh hối, nơi Kinh Lăng Nghiêm Phật giảng rất rõ, ngay cả dâm nữ, quả phụ, kẻ gian tặc, đồ tể cũng có thể là Bồ Tát, La Hán, tái lai thì hiện, huống nữa là cư sĩ và sa môn. Những vị tái lai này, ngay lúc khai ngộ rồi, họ cũng không hề vỗ ngực tự xưng hay khoe khoang, ta đây chính thực là Bồ Tát, La Hán. Ngoại trừ lúc mệnh chung, họ ngầm lưu di ngôn lại, hoặc sau khi họ mệnh chung rồi, thì sẽ có bậc trí tuệ nói ra thân phận họ. Còn riêng họ, thì im lặng mà đến, im lặng mà đi. Đây đều vì cần giáo hóa người mà thị hiện lý sinh bệnh vô thường, tất cả đều làm theo chư Phật đã an bài. Chuyện này đợi lúc quý vị khai ngộ thì tự nhiên sẽ minh bạch. Phàm phu chúng ta trong lúc còn mê mờ chưa minh bạch thì chẳng nên buông lời phê phán hồ đồ để tránh tạo nghiệp khẩu xấu, phạm lỗi vô biên. Đại sư Tịnh Am lúc 49 tuổi viên tịch, chúng ta không nên dùng nhãn quan phàm phu của mình mà bình phẩm ông ta tu không tốt nên bị đoản mệnh, bởi tất cả cảnh giới trước mắt đều là thử thách khảo nghiệm đối với người tu. Nếu thật là người chân tu thì chẳng thấy lỗi thế gian. Chẳng thấy lỗi thế gian không có nghĩa là thấy người làm việc xấu ác gì cũng không phê bình, khuyên ngăn, chế chỉ, mà chính là phải dùng quan điểm của Phật giáo để ứng phó. Cẩn thận khi phát ngôn. Một sáng mùa thu năm 2000, Hòa Thượng Diệu Pháp đang giảng pháp cho đám đông mấy mươi người tại nhà một cư sĩ nọ, thì bỗng ngoài cổng có một người đàn ông trung niên bước vào, quỳ trước Hòa Thượng Diệu Pháp, cuống quýt khẩn cầu sư phụ đến nhà cứu vợ ông giùm. Sư phụ bảo ông đừng sốt ruột, hãy từ từ kể ra mọi chuyện. Nguyên là tháng trước, vợ ông bắt đầu đại tiện khó khăn, đau đớn vô cùng, không bao lâu tiểu tiện cũng gây go, ngót nửa tiếng mà tiểu chẳng xong, sau đó suốt hai tiếng vẫn đi vệ sinh chưa được, do vậy mới đi bệnh viện khám. Té ra bà bị trĩ nội đã mọc lớn như cái bánh bao, không nói khoa trương chút nào. Hiện giờ đi đứng khó khăn, tâm tư thập phần thống khổ. Bác sĩ trách bà vì sao để đến giờ này mới đi bệnh viện khám. Bà nói
do không đau, không ngứa, nên chẳng biết là mình bị bệnh nghiêm trọng dữ vậy. Ông thở dài, trình báo. Bác sĩ nói cần phải lập tức phẫu thuật ngay, nhưng khẳng định rất là nguy hiểm, vì trước đây ông từng mổ trị nội nhiều lần. Trong số này, có người bị đại xuất huyết vong mạng, nhưng mà mục trị của họ không có lớn dữ như bà. Chúng còn đang bối rối không biết tính sao. Nghe nói có sư phụ đang ghé qua vùng này, bèn mạo muội đến cầu ngài từ bi cứu mạng vợ của con giùm. Sư phụ định thần một hồi, rồi bảo. Vợ ông tu hành rất tốt, tinh tấn lắm. Chẳng phải hai vợ chồng đã phân phòng ngủ riêng rồi sao? Dạ phải, thưa sư phụ, vùng này có mấy cặp vợ chồng tu hành theo tứ trọng thanh tịch minh hối trong kinh Lăng Nghiêm. Do vợ con kiên trì muốn dạy, con cũng tùy thuận theo, tuy con không vào đạo tâm như bà. Dù không tình nguyện, nhưng cũng biết bà làm vậy là đúng, nên đành chiều theo. Vì thành tựu cho bà cũng là thành tựu cho con. Không hiểu sao bà tu tinh tấn như vậy mà lại chiêu giờ kết quả như vậy. Hòa thượng cười cười nói. Kết quả như vậy là không tốt sao? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Người như pháp tu hành nhất định cũng gặp báo chướng, cũng có thể nói là nghiệp lực hiện tiền. Đây chính là nhờ bà tinh tấn tu mà được trả nghiệp sớm, hoàn toàn không phải là việc xấu. Nếu không, cái mục trị lớn như thế, tại sao lại không đau đớn chứ? Nhưng hiện thời bà đang rất bất ổn, hãy dẫn ta tới nhà ông ngay đi nào. Nhà ông ta cách đấy không xa, người tại hiện trường cũng rùng rùng đi theo. Bệnh nhân là bà họ Trần, quá khứ từng tu theo ngoại đạo nhiều năm, sau khi biết Phật pháp rồi thì hướng dẫn các dòng tộc họ Trần gồm huynh đệ tỷ muội cho đến con cháu, toàn bộ mấy mươi người đều quy y Phật môn cả, từ người già hơn 60 xuống đến trẻ nhỏ 10 tuổi, thấy đều tự nguyện bỏ mặn ăn chay, nói theo đời thường là một đao cắt đứt hết. Hơn nữa, hầu hết đều thuộc chú Lăng Nghiêm, ngay cả chị hai, chị ba của Trần cư sĩ, tuy không biết chữ, nhưng cũng chịu khó học từng chữ một. Vậy mà cuối cùng, họ cũng thuộc hết chú Lăng Nghiêm. Hơn nữa, còn siêng năng đến chùa tụng kinh, công phu sớm tối. Khi tôi chứng kiến cảnh này, thật là vô cùng cảm phục. Những thời khóa sớm tối khác như chú Đại Bi, thập chú, con cháu bà đa số thuộc lào lào. Trần cư sĩ được đại gia đình coi như đầu não bộ chỉ huy, ngay cả anh trai bà là giám đốc hãng xưởng cũng nghe theo bà tu hành. Hiện giờ bà đang nằm bình thản trên giường, dáng vẻ như đang chờ cái chết đến. Nhác thấy hòa thượng Diệu Pháp tiến vào, bà có vẻ xúc động, cảm kích nói: "Ôi chao, sư phụ đến cứu con." Vừa nói, bà vừa chắp tay định ngồi dậy thì hòa thượng ngăn lại. Sư phụ ngồi xuống cái ghế cạnh giường, dịu dàng hỏi: "Con hồi xưa có mở tiệm bán giải phải không?" Bà Trần đáp: "Dạ có, nhưng bây giờ đã nghỉ rồi." "Lúc xưa khi gây cãi với khách, con có chửi họ không?" "Dạ, làm ăn buôn bán hay xảy ra chuyện này, nhất là gặp những khách hàng kỳ khôi, nhưng mà con chưa từng chửi người." Sư phụ hỏi tiếp: "Giống như chuyện có một phụ nữ tuổi hơn 30, cứ nằng nặc đòi trả con một cúc giải, hai bên bắt đầu gây cãi, con đã từng thốt lời làm tổn thương họ. Hãy suy nghĩ thật kỹ và kiểm lại xem có điều này hay không." Lời sư phụ nói như ngầm nhắc nhở, Trần cư sĩ lộ vẻ xúc động, thưa: "Ôi chao, con nhớ ra rồi, quả có việc này. Mấy năm trước, thường ngày con luôn kiểm điểm,
hãy nhớ lại lỗi nào thì sám hối. Sao mà lại quên bén việc này chứ? Rồi bà kể. Đại khái là khoảng 6 năm trước, có một chị đến chỉ vào sấp vải trong số hàng con đang trưng ngoài cửa tiệm đòi mua. Thế là con lấy đúng loại vải đó trong tiệm, cắt bán cho chị ta mấy mét. Nhưng hôm sau, chị lại lò dò tìm tới, đòi trả hàng. Lúc đó làm sao con chấp nhận được? Con nói, chị lựa chọn kỹ rồi tôi mới cắt bán cho, giờ chị đòi trả thì tôi bán cho ai đây? Nhưng chị ta ngang bướng nói, loại vải qua bà cắt ở trong tiệm không có giống như vải đang trưng ở ngoài cửa. Và chị cầm xếp vải mình mua đem ra so sánh với vải trưng bên ngoài. Do hàng bên ngoài là hàng trưng đã nhiều ngày, bị phơi nắng phơi sương, tất nhiên màu sắc phải bạc đi và nhạt hơn một chút. Còn khúc vải con bán cho chị đúng là màu gốc, màu chính thống chưa kinh qua gió sương. Nhưng chị ta có một mực nói là không giống, còn hét la ầm ĩ đòi trả hàng. Lúc đó quả thực con nổi tức, liền phản bác lại rằng, vải ở trong nhà và ngoài trời làm sao giống nhau được, cũng giống như cái mặt chị và cái mông chị vậy đó. Lúc ấy thực tình là con ví dụ gì để so sánh, giải thích cho chị ta hiểu rõ. Thế mà cũng tính là chửi sao? Sư phụ thấy bà Trần rất kích động, cười cười nói. Có phải khi đó có rất đông người vây quanh không? Bà Trần thưa, dạ phải, vì là khu chợ sầm uất nên có rất nhiều người. Mà chị ta la to hét ầm, nói ngang cãi bướng như vậy, đương nhiên thu hút nhiều người bu quanh. Hơn nữa, không ai ủng hộ chị ta trả giải, đều cho chị này quá vô lý. Sư phụ lại nói, khi con nêu ví dụ như vậy rồi, đám đông vây quanh đã cười ồ lên, còn súng nhau bẩn cợt bảo chị ta cởi quần ra để so sánh mặt và mông cho dễ. Dạ, hình như là có. Vậy con hãy nghĩ kỹ xem. Ví dụ của con, xét về lý thì có thể đúng. Nếu đối với nam nhân, thì vấn đề này cũng không có lỗi gì to tát. Nhưng đối với phái nữ, thì không thể không xếp loại đây là một kiểu sỉ nhục. Hiện tại con đã thọ qua giới Bồ Tát cư sĩ, kiểu tạo khổ nghiệp như thế này, sao có thể không sám hối chứ? Hình như cuối cùng con cũng cho phép chị ta trả hàng. Dạ phải, lúc đó có người khuyên con, để vậy sẽ ảnh hưởng đến chuyện buôn bán, chi bằng rộng lượng một chút, cứ chịu thiệt để chị ta trả hàng. Hiện có nhiều người dây quanh như thế, cũng có thể giúp tuyên truyền cho mình. Con nghe có lý nên làm theo. Còn chị ta lúc đó không còn lời gì để cãi nữa, và con đồng ý cho chị trả hàng. Nhưng do sư phụ nói, tỷ dụ của con có hàm ý sỉ nhục chị ấy, hồi đó con chưa từng nghĩ đến. Bây giờ được ngài nhắc, lời nói ngày xưa thực sự có khơi lên tác dụng sỉ nhục chị ta. Sao hồi đó con không nghĩ ra chứ? Hòa thượng Diệu Pháp nói, một người phát tâm đại tu hành, không chỉ đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, mà những nghiệp đã tạo đời nay nhất định phải nhớ tới để sám hối, như vậy mới có thể giải nghiệp. Chính nhờ con tinh tấn tu hành nhưng lại quên bén khẩu nghiệp đã tạo hồi đó, nên mới kết thành quả ác này. Khi ác quả chín mùi thì phải đọa lạc. Bây giờ hãy bế quan tự kiểm điểm, rồi ngày mai gặp ta. Sáng hôm sau, bà Trần cởi xe đạp đến bái kiến hòa thượng. Bà nói, thưa sư phụ, thật là kỳ diệu đến không ngờ, một trĩ như cái bánh bao đã không cánh mà bay. Việc này giáo dục người học Phật quanh đấy rất nhiều, nhất là em gái bà Trần. Ngày xưa, cô mở tiệm bán giày ngót mấy năm, lúc ấy nổi tiếng là mồm năm miệng mười, không chịu thua ai. Kẻ nào mà lỡ chọc đến cô thì cô mắng ra rã ngót hai tiếng đồng hồ. Sau khi học Phật, dù cô đã biết sám hối lỗi,
Nhưng chính câu chuyện của bà Trần lần này đã khiến cô hồi tâm sửa đổi cực mạnh, chịu khó bỏ công từ kiểm điểm, ra soát lại hết mọi lỗi lầm của mình. Thú thực là tâm tư tôi cũng chẳng hơn gì, cũng giật mình lo kiểm kỹ tất cả lỗi của bản thân. Nguyên nhân do đâu? Trước đây không lâu, gia đình bạn tôi di cư sang nước Mỹ. Sau đó, vợ chồng Điền nữ sĩ về nước thăm thân dân. Bà rầu rĩ kể cho tôi nghe bệnh tình em trai Điền Kiệt của bà tại Mỹ. Hy vọng lần về nước này, tôi có thể dẫn bà đến bái kiến Hòa Thượng Diệu Pháp, thỉnh giáo nguyên nhân bệnh. Cả nhà Điền nữ sĩ đã quy y Phật từ năm 1993, một bề duy trì sự nghiệp hoằng pháp. Gặp sư phụ rồi, bà kể rõ về bệnh tình em trai mình. Điền Kiệt sang Mỹ làm được thẻ xanh rồi thì kết hôn cùng với một cô gái Trung Hoa ở đó. Mới đầu họ sống rất hạnh phúc. Sau đó, không biết cớ nào mà Điền Kiệt khởi tâm nghi ngờ một đồng nghiệp rất tốt của anh, cho rằng người bạn X này đã dùng thiết bị điện tử điều khiển từ xa ngầm ám hại Kiệt, khiến cho anh đau đầu, toàn thân khó chịu. Do vậy, Kiệt không dám đi làm, phải ở nhà. Nhưng anh luôn cảm giác bạn X đang dùng thiết bị điện tử ngầm tấn công anh. Kiệt nói, nếu như không nhờ ngày trước mình có luyện khí công được một chút công phu, thì đã bị hại chết từ lâu rồi. Khi người khác hỏi vì sao bạn X lại muốn hại anh, thì Kiệt nói là do ganh ghét tài năng của anh, vì trình độ vi tính của anh giỏi hơn. Bởi vậy mà Kiệt luôn lo lắng, ăn ngủ bất an. Anh dán giấy bạc đầy tường quanh nhà, nói phải làm như vậy để ngăn thiết bị điện tử quấy nhiễu, còn chế tạo một hòm sắt to rỗng có khí thông hơi để khi ngủ thì vào đó nằm, lại còn che trên lót dưới. Nhưng nằm được mấy ngày, anh vẫn có cảm giác chống không lại thiết bị điện xâm hại. Thế là Kiệt bèn lấy một cái chậu bằng kim loại úp lên đầu mình, rồi trốn dưới gầm giường hoặc nơi xó gốc, tùy thời, tùy chỗ, tùy theo lúc khủng hoảng cực độ. Tinh thần của anh hầu như suy sụp. Bác sĩ nói Kiệt bị bệnh thần kinh hoang tưởng và kê thuốc cho anh, nhưng Kiệt nhất quyết không uống, khăng khăng bảo là mình không có bệnh. Điền nữ sĩ vô cùng lo lắng, sợ bệnh em trai của mình sẽ phát nặng hơn, hậu quả khó mà nghĩ tưởng. Vì trong thân tộc của bà đã có hai người là chú họ và con trai của chú ba mấy năm trước đã bị bệnh thần kinh hoang tưởng giống hệt như vậy. Kết quả, người chú họ đã tự sát, riêng con trai chú ba tuy còn sống, nhưng lại trường kỳ nằm viện, tuy sống mà giống như đã chết. Giờ đây, chứng bệnh đó lại giáng lên đầu em trai bà, chắc chắn không thể nào dùng thuốc mà chữa khỏi được. Bà muốn thỉnh giáo Hòa Thượng, đây rốt cuộc là lỗi do đâu? Vì sao hai đời phụ huynh, cả ba người đều mắc phải quái bệnh giống y nhau? Vậy tương lai bệnh này có di truyền cho đời con cháu hay không? Hòa Thượng bảo Điền nữ sĩ. Trong số tổ phụ con, có một vị là nhà văn, ưa viết tiểu thuyết kinh dị quỷ quái để tiêu khiển, di hài trầm trọng cho biết bao độc giả. Những tác phẩm này đã khiến người xem sợ đến tim kinh thịt run, còn sinh tật nghi thần, nghi quỷ, đêm hoảng loạn, ngủ không an. Còn có nhiều thanh thiếu niên sau khi xem xong tiểu thuyết này rồi thì tâm bị khủng bố, lưu ảnh hưởng rất sâu. Có người đâm sợ bóng tối, đêm không dám ra đường. Thậm chí có người gặp hoàn cảnh đặc biệt, chẳng hạn như bị hiện tượng âm thanh nào đó làm kinh sợ, hoảng loạn đến phát bệnh và chết đi. Nhưng như vậy thì quả như vậy, bởi vì tiểu thuyết kinh dị này lưu truyền trong nhân gian, gieo hại nhiều đời độc giả, và cuối cùng quả báo đó quay lại, hại đến con cháu của chính người viết sách nhảm. Sách nào được người ưa xem, thì mức độ lưu truyền càng lâu. Song những loại sách thiện lành đem lại cho người tri thức, an vui, giúp người tiến lên, hướng dẫn người sống hiếu thuận, nhân nghĩa, quý trên nhường dưới, công chính liêm minh, tuân công giữ pháp, thì sẽ chiêu phúc báo lớn, vì giúp cho phong khí xã hội
thêm tốt lành. Ngược lại, nếu viết những điều tệ như các tiểu thuyết, tuồng kịch, truyền hình, phim ảnh chuyên tuyên truyền những nội dung khủng bố, sát dục, trộm cướp, dâm uế, vân vân, thì chẳng những làm hại xã hội đương thời mà còn chi họa đến nhiều đời sau. Vì vậy, người cầm bút nhất định phải hiểu rõ nhân quả, không nên vì tham vui, ham lợi nhất thời mà sáng tác nhảm, lưu lại độc phẩm cho người, di họa vô tận cho các đời con cháu. Phải biết, dù hiện thời họ có nổi danh, hưởng cảm giác khoái vui ngàn vạn, nhưng vô thường rồi cũng đến, phút nhắm mắt tất cả không đem theo được gì, chỉ mang theo nghiệp xấu và để lại tai họa, nạn khổ cho đời sau lẫn con cháu. Hại người cũng như hại mình mà. Xin hỏi Điền nữ sĩ, tổ bối của bà có ai từng viết tiểu thuyết kinh dị khủng bố không? Thưa, hoàn cảnh nhà con tương đối phức tạp. Hồi bé con biết rất ít, vì nguyên nhân chính trị nên gia đình bị ly tán mỗi người một phương. Do vậy mà chuyện về các bậc cố, tổ còn lại càng ít biết hơn. Lớn lên, có lần con được nghe mẹ kể sơ qua một chút. Nhờ vậy mà biết phụ thân mình xuất thân trong hàng danh gia vọng tộc thuộc dòng dõi Thư Hương. Ông nội và ông cố con đều là học sĩ của Thanh Triều. Con nghe nói, bà cô chúng con từng dịch tiểu thuyết kinh dị của một đại tác giả nào đó sang Trung Văn. Còn như ai viết tiểu thuyết khủng bố thì con không có rành. Nhưng trong một gia đình mà đa số theo nghề viết văn, rất thích sáng tác tạo cảm giác mạnh, thì chuyện này chắc chắn là có. Con rất tin vào thuyết hòa thượng giảng lúc nãy. Nếu không thì gia tộc con vì sao liên tục phát sinh ra các quái bệnh giống nhau như vậy? Đã có 3 người mắc phải rồi. Hiện tại lòng con rất là lo, vì không biết bao giờ những tiểu thuyết khủng bố quái quỷ đó mới tiêu hết trên thế gian. Vậy thì chứng bệnh đáng sợ này há phải chăng sẽ đời đời di truyền hành con cháu sau này? Kính hỏi sư phụ, có cách gì cứu em con không? Có cách gì cấm chỉ chứng di truyền này không? Sư phụ mỉm cười đáp: Con đừng lo quá, tất nhiên là phải phá việc này. Nếu như không có biện pháp giải quyết thì chẳng phải khiến các con tăng thêm tâm bệnh sao? Lúc nãy ta nói là liên quan đến nhân quả, vì thực tế đã có người bị loại bệnh này. Kiếp trước của người bệnh nhất định cũng đã gieo ác nhân tương đồng như thế. Thí dụ như họ đã từng dọa nạt làm người kinh sợ đến chết, cho nên đời này mới đầu thai vào gia đình tương tự, cùng dung nhập vào một gia tộc để gánh chịu báo ứng nhân quả ập đến. Bởi vì con đã biết và tin Phật Pháp, hơn nữa còn dốc sức hộ trì Phật giáo, cho nên đã tích phúc và kết Phật duyên được cho người nhà. Nhờ vậy mà em trai con có hy vọng hồi phục. Nhưng ắt là con chưa hoàn toàn ăn chay, phải không? Dạ đúng vậy, thưa sư phụ. Vậy sau khi về, con có thể ăn trường trai không? Không vấn đề gì, thưa sư phụ. Tốt. Vậy con hãy tổ chức một pháp hội lễ sám tại chùa, nhằm siêu độ cho những người do đọc các tiểu thuyết khủng bố kia mà bị tổn hại. Con hãy sám hối thay cho tiền nhân, tức là cho những tác giả trưởng bối đã sáng tác các loại tiểu thuyết độc hại này. Sau đó thì bản thân con có thể ở tại nhà tụng liên tục 10 bộ kinh Lăng Nghiêm để hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, dùng công đức này tiêu trừ tội nghiệp cho tiền nhân. Được vậy thì từ đây trở đi trong gia tộc sẽ không còn ai mắc bệnh này nữa. Ngoài ra, hằng ngày nhớ cúng một ly nước trước Phật, mỗi ngày con thành tâm tụng một biến kinh Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và tụng 3 biến chú Đại Bi, sau đó đem cho em trai con dùng thì tinh thần nó sẽ dần chuyển tốt. Điền nữ sĩ cung kính ghi những điều hòa thượng diệu pháp chỉ bày. Hiện nay Điền nữ sĩ đã quay về Bỉ,
do câu chuyện này có cảnh báo hay về nhân quả, nên tôi viết ra, chia sẻ cho quý vị tham khảo, và cũng hy vọng thông qua đoạn văn này nhắc nhở mọi người cảnh giác, cẩn thận lúc gieo nhân. Xin hồi hướng công đức này cho tiên sinh Điền Kiệt, cầu ông sớm lành bệnh. Quả Khanh. Phần 2. Kinh nghiệm cầu con. Mùng 1 tháng 10 năm 2006, sư phụ Diệu Chân đi Dương Châu mở thiền thất, ngang qua chỗ tôi, ngài đã ghé vào ban pháp nhũ và giảng nhiều điều hay về việc tu học Phật cho các cư sĩ đến bái kiến. Sau đó, trước Phật đường, ngài tha thiết nhắc nhở tôi. Cư sĩ học Phật đã chục năm rồi, còn phát tâm đi khắp nơi bố thí, nhưng về kinh văn chú ngữ lại không chịu tụng đọc cho lầu thông. Hành thiện là điều quý khó làm, nhưng việc xem kinh tạng để thâm nhập, giúp tăng trưởng trí tuệ, phá vô minh, rất cần thiết và quan trọng hơn nhiều. Nghe sư phụ dạy, tôi cảm thấy hổ thẹn, thầm nghĩ sau này nhất định phải nỗ lực tinh tấn tu hành. Cuộc sống gia đình tôi rất hạnh phúc, con gái tôi đã mười mấy tuổi, thông minh, lanh lợi, nhưng tôi vẫn khao khát muốn sinh thêm một bé trai nữa, thầm muốn cho nó được tiếp thọ Phật Pháp ngay từ thai giáo, rồi cả đời vâng hành theo lời của Phật, chân chính tiếp nối huệ bệnh ngài. Mộng ước này luôn cháy bỏng trong tôi, nhưng hiện giờ con gái tôi đã 12 tuổi. Suốt thời gian dài trôi qua mà tôi vẫn chưa hoài thai, nên lòng rất tiếc nuối. Sau khi học Phật, tôi tinh tấn hành pháp tụng kinh, thì kỳ tích xuất hiện. Ngày nọ tôi đi chợ, vừa thấy quả táo tươi ngon, thì cứ đứng bất động, ngay người nhìn, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thèm ăn cực kỳ, giống như mấy bà bầu thèm ăn vậy. Sau đó, tôi tới bệnh viện chẩn khám, quả đúng là có thai. Tin vui này khiến hai vợ chồng tôi mừng rỡ, hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, sau cơn phấn chấn, tôi lại nghĩ, chồng tôi năm nay gần 50 rồi, tôi cũng sắp 40, lỡ như đứa bé sinh ra không phải là trai thì làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, tôi sực tỉnh, nghĩ thầm, mình đã là người học Phật, thì tuyệt đối không nên phá thai, vì phá thai cũng là sát sinh, quả báo sẽ khổ vô cùng. Sau đó, được sư phụ Diệu Chân khai thị, tôi và chồng quyết định giữ đứa bé lại. Thời kỳ đầu mang thai, thân thể tôi không thoải mái, luôn thèm ngủ, người mỏi mệt, bãi quải, khó chịu. Nghe các bạn đạo nói, trong thời kỳ hoài thai, nếu tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn sẽ rất có lợi cho bé. Thế là tôi quyết định vì con, thử tụng kinh Địa Tạng. Ôi, quả là kỳ tích! Hàng ngày tôi tụng một bộ, không còn triệu chứng muốn nôn ói nữa. Tâm cũng chẳng còn phiền não loạn động. Trong lúc tụng kinh, tôi chí thành chăm chú, tụng khoảng gần 2 tiếng thì xong một bộ. Mỗi khi gặp ngày lễ, đản sanh hay viết chư Phật, Bồ Tát, thì tôi cùng các bạn đạo đi phóng sinh. Tôi còn đến thông giáo tự, mời thỉnh mấy mươi vị tu sĩ và chúng cư sĩ cùng tổ chức tụng 1 tuần kinh Địa Tạng và 3 ngày kinh Phổ Môn để hồi hướng công đức cho thai nhi. Tôi hy vọng đứa bé, khó khăn lắm tôi mới mang thai được này, sẽ có phúc huệ thâm sâu, trở thành trụ cột mai sau cho đất nước. Mang thai khoảng 6 tháng, tôi hữu duyên được gặp cư sĩ Quả Khanh tại Bắc Kinh, là tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Nghe ông khẳng định đứa bé tôi đang mang trong bụng là nữ, tôi thất vọng và buồn rười rượi, bởi vì trước đó có vị thầy đông y cũng chẩn đoán hài nhi trong bụng tôi là nữ. Ngay cả đám bạn giàu kinh nghiệm sinh dưỡng cũng đều nói bào thai trong bụng tôi là gái. Nhưng tôi đã có 1 gái rồi, bây giờ rất mong mình sẽ sinh trai, nhưng vì sao lại không thể như nguyện chứ? Tôi lo lắng, hỏi cư sĩ Quả Khanh. Vậy tôi phải làm sao đây? Ông đáp. Mặc dù các vị tin Phật, biết bố thí, phóng sinh, in kinh sách thiện, tạo công đức rất lớn, nhưng do chồng bà vẫn chưa bỏ mạng ăn chay, mà bà giữ giới cũng không thanh tịnh. Nếu như bà thực lòng muốn sinh nam, thì hai vợ chồng hãy phát nguyện trước Phật. Kể từ nay trở đi, thệ từ bỏ hẳn,
tất cả thức mạng và ăn chay trường. Nguyện nghiêm trì ngũ giới, cầu Phật ban cho một bé trai có thể hoằng pháp lợi sinh trong tương lai. Hằng ngày con phải tụng một bộ kinh Địa Tạng, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm vạn lần. Làm được như vậy thì thai nữ sẽ chuyển thành nam. Tôi cuống quýt hỏi lại cho chắc. Thưa ông, còn một tháng nữa là sinh rồi, nếu tôi làm vậy quả thực là có hy vọng không? Quả Khanh đáp: Phật thuyết tất cả duy tâm tạo, trong kinh Phật giảng toàn là lời chân thật, không hư dối. Nếu bà không tin thì xem như tôi không nói gì. Ông thấy tôi tính tâm chưa đủ, bèn kể cho tôi nghe. Ở Hà Nam có một bà mang thai, siêu âm 3 lần đều thấy là nữ, còn 7 ngày nữa thì sinh. Nhờ 2 vợ chồng đồng phát nguyện, nếu như sinh trai, họ thể từ bỏ tất cả đồ mặn, bước vào con đường học Phật. Và kết quả được Phật lực gia trì, sau 1 tuần thì họ sinh trai. Câu chuyện này khiến tôi tăng thêm lòng tin. Tối đó tôi ở trước Phật phát nguyện, chỉ cầu con sinh được bé trai khỏe mạnh, thông minh. Từ nay về sau, con nguyện nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, học Phật, niệm Phật và xin bỏ ra 10 vạn, tương đương với 16.000 đô, để in kinh làm Phật sự. Hơn nữa sau này, hễ có khả năng thì con nguyện rộng làm việc phúc thiện, hoằng pháp lợi sinh. Thai nhi mỗi ngày bụng lớn, nhưng tôi vẫn kiên trì tụng kinh, ăn chay phóng sinh. Mỗi ngày tự mình lái xe đi khắp nơi, thân không chút khó khăn. Hôm đầu nhập viện, tôi còn tự lái xe đi phóng sinh. Dù kỳ sinh theo dự tính đã đến, nhưng tôi chẳng có dấu hiệu sắp sinh. Thế là tôi tự lái xe đến bệnh viện kiểm tra trước khi sinh. 13 năm trước lúc sinh trưởng nữ, tôi đã bị băng huyết. Bây giờ lớn tuổi mới sinh lần thứ hai, nên thực sự lòng có lo âu. Khi kiểm tra, bác sĩ nói: Nước ối ít, sợ thai nhi bị nguy hiểm, phải nhập viện ngay thôi. Nằm viện rồi suốt 3 ngày, hôm nào bác sĩ cũng tiêm thuốc, thuốc sinh cho tôi, nhưng chẳng thấy có hiện tượng gì là sắp sinh. Tôi đi siêu âm kiểm tra tiếp thì thấy nước ối đã có nhiều hơn trước. Đến ngày thứ 4, bác sĩ không tiêm thuốc thúc sinh nữa. Ông để tôi nghỉ 1 ngày. Qua ngày thứ 5, tôi từ bệnh viện đi bộ đến ngôi chùa gần đó lễ Phật. Mỗi một điện, mỗi một vị Phật, mỗi một Bồ Tát, tôi đều khấu đầu 3 lần. Từ đầu đến cuối ước chừng khoảng mấy mươi lạy. Rồi tôi quay về bệnh viện, không cảm thấy có chút mệt mỏi, bất an chi. Sang ngày thứ 6, tôi bắt đầu thấy hơi đau bụng, nhưng vẫn kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Vừa tụng xong 1 bộ, thì nước ối vỡ ra, bụng đau kịch liệt. Tôi vẫn kiên trì niệm Phật. Vào phòng sinh khoảng 15 phút, bác sĩ nói đã thấy đầu đứa bé. Tôi vẫn tiếp tục niệm Phật, và sinh ra một bé trai bụ bẩm, dễ dàng. Người bé nhìn thấy đầu tiên là ba nó, cả nhà hết sức vui vẻ, riêng tôi thì mừng hết biết. Bạn bè nghe tin tôi sinh trai, xúm nhau mang quà tới chúc mừng và biếu đủ thứ, nào là giò heo, cá chép, chim, gà. Đợi bạn về rồi, tôi đưa mấy con vật còn sống cho người nhà đem phóng sinh hết. Tôi cho con bú, nhưng sữa quá ít. Người nhà ai cũng nói, tại tôi không ăn thịt, không ăn canh giò heo nên mới không có nhiều sữa. Vì quá lo cho con trai, tôi không còn kiên trì giữ giới nữa, cứ nghĩ rằng thôi thì mình ăn tam tịnh dục chắc sẽ không sao. Tôi ngã mặn rồi thì quả nhiên có nhiều sữa, nhưng con tôi vừa bú chút ít thì không chịu bú tiếp nữa, lại còn phát bệnh. Bác sĩ nói nó bị chứng tăng hồng cầu, nếu như không thuyên giảm thì phải chuyển lên bệnh viện Bắc Kinh chữa trị. Nhưng bệnh thằng bé càng lúc càng tăng, sữa tôi có nhiều nhưng nó không chịu bú. Tôi đành phải mớm thứ khác cho bé và nghĩ thầm, vì sao lúc bé mới sinh ra sữa tôi tuy ít nhưng nó vẫn bú chùng chục. Bây giờ sữa có nhiều nhưng duyên cớ nào nó lại khăng khăng không chịu bú. Tôi suy nghĩ tìm hiểu nguyên nhân, liệu có phải là tại tôi ăn canh giò heo chăng? Rõ ràng là tôi đã phát nguyện hứa ăn chay, cầu Phật Bồ Tát ban cho mình một bé trai thông minh trí huệ.
nhưng tôi đã phản nguyện ăn mặn trở lại. Tôi đã dùng canh giò heo để thúc sữa, do vậy sữa tôi cũng bị nhiễm thức mặn hôi tanh, bé bú vào không hợp nên mới phát bệnh. Chính vì vậy mà bé nhất định không chịu bú sữa. Nghĩ đến đây, tôi đang nằm trên giường, bỗng sợ đến phát run, lòng đầy ăn năn hối hận, lệ tuôn ràn rụa. Tôi ngồi dậy, mặc áo tràng, bước xuống giường, quỳ trước Phật sám hối và phát nguyện lại, cương quyết kể từ giờ, từ bỏ đồ ăn mặn triệt để, cầu cho bé sớm qua cơn nguy hiểm. Sau khi sám hối và phát thệ xong, tôi thử cho con bú. Ôi chao, thật mừng là bé đã chịu bú. Khi bác sĩ trích máu kiểm tra, thấy chứng tăng hồng cầu đã ngưng, quá là kỳ diệu không thể nghĩ lường. Sau đó, tôi bỏ ra 30 vạn bố thí, cúng dường, làm việc thiện, hồi hướng phúc cho bé. Hiện giờ bé đã 1 tuổi rưỡi, hằng ngày đều tự động tới quỳ trước Phật khấu đầu lễ bái. Bé đặc biệt thông minh cực kỳ, mặt mày sáng rỡ, xinh như châu ngọc, ai nhìn cũng yêu. Từ đấy trở về sau, tôi càng tin Phật Pháp là Pháp bảo cho đời lẫn đạo, chỉ cần chúng ta chịu y Pháp hành trì, nhất định sẽ thu được lợi ích khôn cùng. Ngày đây, tôi cũng xin cảm tạ đại ân đức của chư sư và chư vị cư sĩ đã hết lòng trợ giúp cho chúng tôi. Quả Khanh giải thích thêm, đây là câu chuyện có thật, chứng minh trí tuệ tuyệt vời của Phật, càng chứng minh kinh Địa Tạng là một bộ kinh chuyển đổi mệnh vận. Nghiệp quả rất kỳ diệu, điều này là chân thật không dối. Hy vọng độc giả có thể phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày 1 bộ hoặc mỗi tuần 1 bộ, ác sẽ đem lại cho quý vị và người nhà những điều hay bất khả tư nghị. Cần lưu ý là người tụng phải nghiêm trì giới luật, dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường thì mới có công đức vô lượng và có hy vọng xuất tam giới. Ngoài ra, câu chuyện này cũng cảnh tỉnh chúng ta đừng bao giờ phản bội, làm trái lời nguyện. Nghịch duyên giữa cha mẹ và con. Trong cuộc sống hiện nay, khi gặp phải nhiều điều bất như ý, do không rõ nguyên nhân và hiểu thấu những lỗi lầm mình từng tạo trong quá khứ, nên tâm tư càng thêm khổ não. Phật thường giảng về nhân quả trong nhiều bộ kinh. Điều này có thật không dối. Khi ta gieo một hạt giống là nhân, lúc duyên hồi đủ chín mùi thì sẽ kết quả, bất kể là hạt giống thiện hay ác. Nếu như chúng ta nghe Phật giáo hóa, ai cũng chịu tinh giận, y pháp hành trì, biết nhiếp tâm giữ giới, tịnh hóa thân khẩu ý, thận trọng từ lời nói đến việc làm, niệm niệm đều thuần thiện, thì chắc chắn là người trong thế gian ác sẽ chẳng gặp nhiều khổ nạn. Câu chuyện nhân quả có thực dưới đây đã giống lên hồi chuông cảnh tỉnh về quả báo thiện ác luôn hiện hữu, theo ta như bóng theo hình. Có một phụ nữ trung niên mặt mày sầu khổ, ủ ê, tia nhìn như không còn sức lực. Bà yếu ớt nói với tôi. Quả Hồng, tôi có một việc nan giải mong cô chỉ bảo giúp cho. Xin hãy nói đi ạ. Bà chỉ vào một ông tuổi trung niên ngồi phía sau mình giới thiệu. Đây là chồng tôi. Chúng tôi kết hôn xong thì sinh được 1 trai. Do công tác bề bộn, không có rảnh để chăm sóc bé, nên đành giao nó cho bà ngoại trông nom cháu giùm. Do thằng bé được một tay bà nuôi khôn lớn, nên tình cảm giữa hai bà cháu rất nồng hậu. Bởi bà quá yêu cháu nên cái gì cũng dành làm thay, chẳng cho nó mó tay vào làm việc chi. Dù thằng bé đã 8-9 tuổi đầu rồi mà bà vẫn rửa mặt, chải tóc, tắm táp cho nó. Thậm chí khi bé đến 10 tuổi, lúc ăn cơm bà vẫn còn đút cho, khiến nó quen tật, hễ không đút thì nó không ăn. Đến khi thằng bé 13 tuổi, bà ngoại sức khỏe ngày càng suy yếu, do tuổi cao, có lòng mà không còn sức nữa, nên chẳng thể lo được cho cháu.
đành phải giao thằng bé lại cho chúng tôi chăm sóc. Thằng bé suốt mười mấy năm nay đã quen kiểu sinh hoạt ỷ lại như thế rồi. Vợ chồng chúng tôi đã sớm nhận ra sai lầm này nên rất lo. Cũng từng khuyên nhắc hai bà cháu, nhưng vô phương sửa đổi tệ trạng ấy. Sẵn cơ hội nhận cháu về, hai chúng tôi nhất quyết sửa đổi, uốn nắn thằng con lại để nó biết tự lập sống tốt hơn. Ngờ đâu, nỗi phiền muộn lại thi nhau ập đến. Khi chúng tôi phát hiện rằng hầu như mình vô phương sửa đổi con, sáng dậy nếu không thay y phục giúp nó thì nó chẳng thèm nhúc nhích. 13 tuổi rồi mà cả việc đánh răng rửa mặt chúng tôi còn phải phục vụ nó. Còn lúc dùng bữa, nếu không dâng thức ăn đến tận miệng thì nó không có chịu ăn, lẳng lặng ôm cặp đi thẳng đến trường học. Hiện giờ thằng bé đã 16 tuổi rồi, nhưng chuyện rửa mặt, tắm gội, vân vân, nói xin lỗi, thậm chí tới rửa đít cũng phải do cha mẹ nó hầu, phục vụ hết. Kể cho cô nghe mà chúng tôi thiệt là xấu hổ, não lòng quá. Vì bây giờ tất cả hầu như vô phương sửa đổi rồi. Nhưng khi theo dõi cháu nơi trường lớp thì thấy cháu cư xử với đồng bạn mọi mặt đều tốt, không có gì là bất thường. Vợ chồng chúng tôi rất buồn khi nghĩ đến các biểu hiện lạ lùng của con trai ở nhà. Cây mẫn chờ cha mẹ mang áo đến khoác vào mới chịu đưa tay ra, cơm dâng tận môi mới há miệng, cũng chẳng thiết cầm đũa, không chịu mó tay vào làm bất cứ việc gì. Cây kiểu sống như ông hoàng, cứ ì người ra mà chờ hầu hạ, thì tương lai làm sao mà nó có thể trụ vững trong xã hội, làm sao mà sinh tồn. Tôi với ba nó ngày nào cũng rơi nước mắt, khổ đến không thiết sống nữa. Xin cô hãy cứu chúng tôi. Đối diện với người mẹ hình dáng tiều tụy, khổ đến không muốn sống, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Quan sát cảnh cha mẹ dốc hết tâm huyết giữ dục con, tôi hiểu ra vì sao họ phải trả báo nặng như thế này và không ngăn được thở dài. Càng thấm thía luật nhân quả, đúng là không sai mảy may. Câu chuyện của họ là bằng chứng sống thực, giống lên hồi chuông cảnh báo, nhắc nhở tất cả mọi người. Vào thời xa xưa, có một tiểu thiếu gia con nhà đại phú quý. Mẹ chàng hết mực cưng yêu, nâng niu như châu ngọc, bà chăm sóc con cực kỳ chu đáo. Bắt kẻ hầu người hạ, lúc nào cũng phải túc trực chung quanh. Ngoài bảo mẫu chăm sóc tiểu thiếu gia ra, mẹ chàng còn cất riêng một nữ tỳ và một gia đồng để cùng bầu bạn, chơi đùa, hầu hạ chàng. Tiểu thiếu gia được hai tớ trai tớ gái này lúc nào cũng kề cận ứng hầu, nên chàng có cảm tình đồng hậu và tin yêu họ như thân dân mình. Thời gian êm trôi, tiểu thiếu gia dần trưởng thành, đối với hai người hầu này lòng thương mến càng tăng, cho nên chàng rất ưu ái dung túng họ. Do vậy mà đôi nam nữ giúp việc này đã lợi dụng lòng tín nhiệm của thiếu gia, tha hồ tác oai tác quái. Họ làm rất nhiều điều giảo quyệt, sai quấy, thường trộm tiền bạc vật dụng của chàng đem bán tiêu xài, ăn chơi cho thỏa thích. Số tài sản họ trộm của thiếu gia tính ra nhiều không kể xiết. Hai người hầu này chẳng có chút lòng hổ thẹn sám hối, ngược lại ngày càng bành trướng, tính lương lẹo dối gian. Họ cùng lên kế hoạch sẽ mua một mẻ to kế xù của thiếu gia rồi trốn đi. Nhưng mưu tính của họ chẳng được thành như ý nguyện. Thời gian trôi qua, bánh xe luân hồi vần xoay. Nhân như thế thì quả phải như thế. Đời này, đôi người hầu gian tham trộm cắp đồ của tiểu thiếu gia kiếp xưa đã thành là vợ chồng. Riêng tiểu thiếu gia thì đầu thai làm con họ. Sở dĩ họ phải nuôi con vất vả khác thường như thế chính là để trả báo lỗi xưa, bởi họ thiếu nợ cậu quá nhiều, nhiều đến không thể nào tính xuể.
riêng người mẹ tiền kiếp của thiếu gia đời này lại sinh làm bà ngoại, vẫn còn lưu giữ niềm yêu thương sủng ái giống hệt như kiếp trước. Phần đôi vợ chồng tôi tớ đối với nữ chủ kiếp xưa nay thành làm mẹ, tất nhiên họ luôn khép nép vâng lời, không bao giờ dám cãi bà. Hễ mẹ phán là chỉ biết dạ vâng, sự kính nể trọng vọng dành cho bà luôn tiềm tàng nơi họ. Thấy bà ngoại quá cưng cháu, họ nghĩ đây là điều tự nhiên, nhưng đến sau này, khi muốn quản giáo con thì đã không còn kịp nữa, do bởi nhân xấu ác đời trước họ gieo, sang đời này đã trổ quả, và đây chính là ác báo mà hai vợ chồng cùng phải gánh chịu. Nhìn người mẹ đang khóc nghẹn ngào, tôi dịu dàng khuyên. Không nên oán hận con mình, càng không nên chán ghét cuộc sống, mà phải cam tâm tình nguyện đón nhận. Bây giờ đã hiểu rõ ngọn nguồn nhân quả rồi, thì hai vị nên chân thành ăn năn sám hối các tội mình đã tạo ra trong kiếp trước. Do khi xưa không làm tròn bổn phận người hầu, ngược lại còn tham trộm tài vật chủ nhân, chiếm đoạt quá mức để tiêu xài cho thỏa. Có ngờ đâu đến đời này vẫn phải hoàn trả lại hết đủ cả vốn lẫn lời cho chủ, vì vậy mà khổ không kể xiết. Bắt đầu từ nay trở về sau, hai vị phải đến trước Phật, chí thành sám hối lỗi xưa, nhất định phải trì giới ăn chay, hằng ngày vì tiểu thiếu gia kiếp trước tụng một bộ kinh Địa Tạng, dùng đây để hỗ trợ, tăng thêm huệ phúc phước báo cho người, đồng thời phải nài nỉ xin bà ngoại khuyên bảo cháu giùm, lớn rồi nên tự chăm sóc, tự lo, nếu không chịu sống tự lập thì tương lai sẽ biến thành người vô dụng, thành kẻ phế thải trong xã hội. Nếu như bà ngoại đáp ứng, chịu khuyên cháu, thì con các vị nhất định sẽ nghe lời. Phần hai vị phải dốc sức, sám hối tụng kinh, ăn chay, tu sửa. Nếu làm được như vậy thì cậu con ắt hẳn sẽ thay đổi nhanh thôi, bởi vì bản chất cháu vốn không phải là người lười biếng chẳng muốn làm, mà do chịu ảnh hưởng của nghiệp lực tác động chi phối nên mới không làm. Tôi nói xong rồi, phương thuốc hay đã đưa ra, phần áp dụng thực hành là của các vị. Nếu có thể làm được như lời tôi khuyên thì tất cả đều sẽ chuyển tốt. Câu chuyện nhân quả có thực này khiến lòng tôi trở nên nặng nề, vì nghĩ đến hiện nay trên thế gian này đã có bao gia đình gặp cảnh con cái bất hiếu, hút chích ma túy, sống giật giờ, hoặc suốt ngày đêm ngồi nơi quán nét, chẳng thiết về nhà. Những cảnh yêu sớm rồi phá thai, chưa kết hôn đã vội sống thử, sống chung, ngoại trừ do ảnh hưởng giáo dục sai lầm và hoàn cảnh tệ lôi cuốn ra, liệu có nhân quả góp phần chi phối trong đó hay không? Thiết nghĩ những vị làm cha mẹ nên tự kiểm lại bản thân khi vấp phải những cảnh nghịch ý trái lòng tương tự. Chính vì tạo ác nghiệp sẽ chiêu lắm khổ báo ập tới, nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện, đời đời kiếp kiếp, tuân giữ ngũ giới, tu thập thiện, làm tròn bổn phận, không tham, không cầu, không ích kỷ, tư lợi. Phải biết, chúng ta đang lặn hụp trong lục đạo, cứ luân hồi vần xoay trong biển khổ sinh tử, rồi từ đấy kết thân, kết oán, thiếu nợ, hoàn nợ. Thực sự, bằng vĩnh viễn trốn không được, thoát không khỏi lưới nhân quả giăng rất mật thiết, tinh vi trong trời đất. Chỉ có tiếp thọ lời Phật dạy và y giáo phụng hành mới mong có ngày được giải thoát. Giết cáo bị báo ứng. Chuyện này do bà tôi kể lại, được sự đồng ý của bà, tôi xin viết ra chia sẻ cùng quý độc giả. Các vị nhất định phải nhất tuyệt không làm ác, chuyên làm các điều lành. Nhân vật kể trong truyện đều có thật, đều do bà tôi chứng kiến. Sau đây là nguyên văn lời kể của bà tôi. Năm 1951, Bắc Kinh mới giải phóng. Lúc đó tôi khoảng 5-6 tuổi, cùng phụ thân cư ngụ ngoài Vĩnh Định Môn. Vĩnh Định Môn lúc đó còn là một vùng hoang vu hẻo lánh. Đối diện nhà chúng tôi là gia đình họ Tất. Họ gồm có hai vợ chồng và các con cháu cùng ở chung. Lúc đó, phía sau nhà họ có nhiều cây táo. Tôi thường cùng các bạn nhỏ đến đó chơi đùa và hái táo ăn. Một hôm, nghe ông Tất khoe, sau nhà ông có hồ ly xuất hiện. Tôi nhất quyết làm bẫy bắt hồ ly. Chưa đầy mấy ngày, tôi nghe lão Tất đã tóm được con hồ ly. Hơn nữa,
còn lột sống da của nó làm khăn choàn cổ. Mấy ngày sau, tôi tới nhà lão Tất chơi, vừa bước vào sân thì gặp ngay bà cô họ Biên là người hàng xóm của lão Tất. Bà nói, ông Tất bị bệnh nằm mẹp, không có đi được nữa rồi. Tôi liền chạy thẳng vào trong. Lúc này, con trai và cháu trai ông đang đứng bên cạnh giường chăm sóc. Thật là lạ. Lão Tất bình thường là một người vạm vỡ, cao hơn 1m7. Nhưng bây giờ, nhìn ông nằm thu lu trên giường, co rút lại, chỉ còn khoảng 7-80cm thôi à. Hơn nữa, toàn thân ông run cầm cập, mặt cũng biến dạng, miệng thì gắng sức lắp bắp, nhưng cũng không nói được gì. Người nhà ông kể lại rằng, hồi hôm ông còn gào thét, tru lên rất là thảm thiết nữa. Mấy đứa nhỏ chúng tôi nghe vậy, sợ quá, xúm nhau co giò chạy hết. Đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy ông Tất, vì mấy ngày sau thì ông qua đời, nghe nói lúc tắt hơi. Người ông khô kiệt, tay chân giống như là hồ ly, còn mặt á, cũng giống hồ ly nữa. Gia đình không có liệm ông trong quan tài, chỉ bỏ vào cái hòm gỗ. Nghe bà láng giềng họ Biên kể, tối đó hả, ông chết rồi, có rất nhiều hồ ly tụ lại nơi sân nhà ông, vừa kêu vừa nhảy. Nghe xong câu chuyện, tôi hỏi, bà có nhớ lầm mà kể thiếu chính xác không vậy? Bà đáp, hoàn toàn không. Xảy ra khủng khiếp này luôn ám ảnh, in sâu vào trí não bà. Cả đời bà không sao quên được cái cảnh tượng ông Tất bệnh nằm trên giường. Nàng dâu bất hạnh. Năm 1965, tôi 18 tuổi, tham gia đoàn thanh niên, đến trú đóng tại khu vực Hoàng Dương, Mông Cổ. Trong thôn làng, gần đội chúng tôi có gia đình họ Phạm. Họ Phạm có một trưởng nam và một gái út. Phạm công tử lấy vợ người Thiểm Tây, cô này tên gì tôi cũng không nhớ rõ. Cô vốn mồ côi cha mẹ, trước đây ở với vợ chồng người Anh, tính tình hiền, rất đảm đang, ngay thẳng. Vợ chồng Phạm Lan tình cảm rất khăng khít, nhưng do kết hôn lâu rồi mà không có con, nên nàng dâu bị cô em chồng chưa xuất giá hợp cùng với bà mẹ chồng cư xử rất tệ. Họ hay chỉ mèo mắng chó, nói bóng nói gió, buông lời cay độc mỉa mai, ngụ ý nhà mình vô phước, rước nhầm cái thứ không biết đẻ. Họ thường ngược đãi, hành hạ nàng dâu, cho ăn toàn đồ thừa, Tết đến cũng không cho may y phục mới. Nhưng cô dâu này hiền lành chất phác, chưa từng cãi lại. Cô nhẫn chịu rất giỏi, mọi hành hạ cay độc. Mấy năm sau, cô em chồng sắp xuất giá, bà mẹ chồng cay nghiệt bảo nàng dâu, mày là cái thứ xui xẻo, cấm mày không được tham dự hôn lễ con gái tao nghe chưa. Bà chì chiết lăng nhục mãi, khiến nàng dâu rất buồn tủi. Cuối cùng hết chịu nổi, nàng phẫn uất uống thuốc độc tự vẫn, rồi từ trong phòng mình bò ra ngoài, đến trước cửa phòng mẹ chồng thì tắt hơi. Mẹ chồng nàng thấy vậy sợ quá, vội đi tìm một bà phù thủy nhờ trấn yểm giùm. Mụ đồng nói nàng dâu này là hạng tiểu nhân, nhập liệm xong thì phải dùng đinh sắt to dài đóng vào tay chân nàng ta và lấy đá nhét vào miệng đè lên ngực để trấn yểm, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngóc dậy quay về, nếu không toàn gia sẽ bị quấy rối. Bà mẹ chồng liền đi đặt thợ rèn làm nhiều đinh sắt thật to dài rồi cho đóng vào thi thể nàng dâu, sau đó lấy đá nhét vào miệng và đè lên gần nàng rồi đem thay vùi xuống đất. Khi vợ chồng anh nàng tới thăm, tra hỏi vì sao em gái mình chết, nhà họ Phạm giải thích vòng vo không ngớt biệt thị nàng dâu là hạng gái hư hèn. Vợ chồng anh nàng do học ít cũng không hiểu biết chi nhiều nên đành cam chịu, nhà họ Phạm bồi thường cho họ chút tiền rồi đuổi về. Tục ngữ nói, lộ kiến bất bình,
Đại Gia Đạp, có nghĩa là giữa đường gặp chuyện bất bình, người chung quanh cùng hợp sức ra tay. Người lân cận chung quanh sau khi biết chuyện liền tìm tới Phạm Gia, đề nghị nhất định phải cho người chết một đáp án ổn thỏa, không thể để nàng ra đi bất minh oan khuất như vậy. Phạm Gia túng lý, đành phải để láng giềng đem chồng người chết tới bệnh viện lớn khám. Kết quả anh chồng này bị chứng không có tinh trùng, do vậy mà không thể có con. Xem như nàng dâu bị mắng oan, chết thảm, hoàn toàn không rõ cớ sự này. Mấy ngày sau, bà già và ông ba chồng đột nhiên đồng bị bán thân bất toại. Ông liệt bên tả, bà liệt bên hữu, còn lão thợ rèn kia đêm nào cũng không ngủ được. Lão than với mọi người: tôi nào cũng có một nữ nhân đứng xõa tóc nơi nhà tôi, khô đập chén bát sầm. Lão biết là do mình ngu si, góp phần làm việc thất đức, đáng xấu hổ với lương tâm, bèn lui về quê ở Hồ Nam. Không bao lâu thì nghe tin lão lên núi đốn cây, bị té chết. Cô em chồng tên Kim, trước đây thân thể cường tráng, ăn rất khỏe. Một hôm đột nhiên bỏ ăn uống, đi bác sĩ khám thì mới hay mình bị ung bú thời kỳ cuối. Mấy ngày sau thì lăn ra chết. Cô con gái chết rồi, hai ông bà già bán thân bất toại. Sau đó như một chuyến về quê thăm ba mẹ, giữa đường họ bị xe tông chết. Người chồng của nàng dâu bất hạnh, sau khi hiểu rõ mọi gọn nguồn tạo thành bi kịch hôm nay, anh hối hận vì mình không đi kiểm tra sớm. Thế là anh ra trước mộ vợ, khóc lóc, nói lời xin lỗi, cho đào thay nàng lên gỡ hết đinh và đá ra, thay y phục mới cho nàng. Sau này, nhà họ Phạm chỉ còn duy nhất một mình anh. Phần bà phù thủy thế nào thì tôi không rõ, do nhà láng giềng này ở gần đoàn, nên tôi chỉ biết bấy nhiêu, nhưng chắc chắn bà phù thủy sẽ nhận lãnh quả báo mà bà đáng phải nhận.